mắm bò, mắm heo hay là ăn chay ta? Làm gì mà ngồi thủ thỉ cái iPad vậy Út? Chị hai, hôm nay là cuối tuần em định nấu món gì ngon ngon cho nhà mình ăn. Mà em kiếm nãy giờ em không biết nấu món gì hết chị. À, hay là chị em mình nấu món vịt đi. Ôi, em không thích ăn vịt đâu, vịt vừa béo lại còn có mùi nữa. Không hề, hôm nay chị hai sẽ nấu cho Út một món vịt mới lạ, thanh mát mà đảm bảo với em là không béo mà cũng không có mùi. Mà có ngon không chị? Ừ, chị đảm bảo mà, chị mới học được món này từ chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đó. Vậy mình đi liền đi chị. Ừ. Chào mừng quý khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Ngày hôm nay chương trình sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả một món ăn từ thịt vịt. Đó là món vịt hầm bí xanh. Để thực hiện món vịt hầm bí xanh thì quý vị khán giả cần chuẩn bị một cái ức vịt khoảng 400g, một trái bí xanh, cà rốt, nấm đông cô, hành lá và ngò rí, hành tím băm, các loại gia vị thông thường và hạt nêm Aji ngon. Nguyên liệu chính của chúng ta là bí xanh. Quý vị khán giả mua về thì chúng ta sẽ gọt sạch phần vỏ đi. Và khi chọn bí cũng hết sức lưu ý là chúng ta chọn những cái trái bí còn non, có nghĩa là bên ngoài nó còn một cái lớp lông tơ phía bên ngoài đó, và màu xanh đậm, thì như vậy trái bí sẽ rất là non và ngon. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cắt bí ra. Khi cắt ra như thế này thì phần ruột á, hạt nó sẽ không quá lớn, thì như vậy là trái bí non. Chúng ta sẽ chẻ làm tư như thế này. Sau đó thì quý vị khán giả sẽ bỏ bớt phần ruột bí đi, thì sẽ giúp cho món canh của chúng ta khi hoàn tất thì sẽ không bị chua. À, vậy là qua chương trình ngày hôm nay thì em đã biết cách để có thể chọn được một quả bí non và ngon rồi. Quý vị khán giả nhớ nha, chúng ta sẽ lựa những trái bí nào mà có phần lông tơ bên ngoài và hạt thì không to chỉ nhỏ thôi. Khi chúng ta nấu món canh này thì chúng ta nhớ loại bỏ phần ruột của bí để canh không bị chua. Quý vị khán giả sẽ cắt khúc, tùy theo ý thích thì chúng ta sẽ cắt khối, thường thường là khoảng 2cm là vừa. Cà rốt sẽ cắt những miếng hình khối như thế này. Hành lá và ngò rí thì chúng ta sẽ cắt khúc khoảng 2cm. Trong món ăn này thì quý vị khán giả sẽ sử dụng thứ nhất là phần thịt ức vịt. Quý vị khán giả sẽ bỏ phần da vịt để loại bớt mỡ, như vậy món canh của chúng ta sẽ có vị thanh mát hơn. Thịt vịt thì rất là ngon, nhưng mà em ngại nhất là cái phần sơ chế thịt vịt đó cô. Bởi vì làm không khéo thì nó sẽ bị nặng mùi. Và khi mà mình làm món canh mà thịt vịt mà bị nặng mùi là coi như ăn đâu còn ngon nữa. Chúng ta sẽ dùng rượu trắng với lại gừng. Gừng chúng ta giã nhuyễn đi, sau đó thì chúng ta hòa chung với rượu và chúng ta rửa sạch cái phần thịt vịt này. Như vậy sẽ loại bỏ hết phần hôi khó chịu của thịt vịt. Với một miếng ức vịt lớn như thế này thì đầu tiên chúng ta chẻ đôi ra, và sau đó thì chúng ta sẽ cắt miếng vừa ăn. Rồi, phần ức vịt đã cắt xong nè. Bây giờ cô đặt nồi lên bếp, chúng ta chuẩn bị để hầm bí với lại thịt vịt nè. Cho vào nồi khoảng chừng 2 muỗng canh dầu ăn. Kế đó thì quý vị khán giả sẽ cho hành vào, chúng ta phi cho phần hành này thơm. Chúng ta sẽ trút phần thịt vịt này xào với lửa lớn với lại phần hành tím phi như thế này để cho vịt thật là thơm. Khi thịt vịt đã săn lại rồi, quý vị khán giả sẽ cho nấm đông cô vào. Khi chúng ta cho nấm đông cô vào, chúng ta xào chung với vịt như thế này. Phần nấm đông cô sẽ thấm đều cái nước ngọt từ thịt vịt tiết ra và sẽ chín, cho nên là nấm đông cô sẽ rất là thơm và ngọt. Thêm một bí quyết nữa để giúp cho món hầm ngày hôm nay ngon hơn, đó là chúng ta sẽ xào nấm đông cô với lại thịt vịt để cho món ăn thơm hơn và có vị ngon ngọt. Rồi, khi chúng ta đã xào đều phần nấm đông cô với thịt vịt rồi, quý vị khán giả sẽ cho tiếp tục phần cà rốt này. Chúng ta đảo sơ qua thôi. Đó, đây cũng là một cách để cho phần cà rốt sẽ thơm ngon hơn đó. Chúng ta sẽ cho vào 1,5 lít nước. Kế đó thì quý vị khán giả sẽ nêm vào canh khoảng 3 muỗng canh hạt nêm Aji ngon. Và trong quá trình chúng ta hầm từ từ tất cả những cái nguyên liệu, khi mà chín mềm như vậy, hạt nêm sẽ thấm dần vào các nguyên liệu làm cho món ăn của chúng ta ngon hơn. Chúng ta đã nấu được khoảng chừng 3 phút rồi, tiếp tục cho hết phần bí xanh vào. Quý vị khán giả nhớ là chúng ta vớt bọt để cho nồi nước canh được trong. Kế đó thì quý vị khán giả sẽ nêm thêm 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Và bây giờ thì chúng ta sẽ để lửa nhỏ. Chúng ta sẽ đậy nắp lại và hầm với lửa nhỏ trong khoảng thêm 10 phút nữa thì tất cả các nguyên liệu sẽ chín mềm. Bây giờ nồi canh của chúng ta xong rồi nè. Cho hành lá và ngò rí vào. Chúng ta trộn đều như thế này và bây giờ thì có thể tắt bếp và chúng ta múc ra tô.
rắc thêm một ít tiêu lên trên canh nè. Cuối cùng thì chúng ta cho thêm một nhánh ngò rí và một sợi ớt xoăn. Và bây giờ thì cô sẽ múc một phần cho Thanh Phương thử nha. Dạ. Có thịt vịt, bí xanh và cả cà rốt nữa. Đây là Thanh Phương. Dạ, em cảm ơn cô. Quý vị khán giả thân mến, với những ai mà ngại ăn thịt vịt thì quý vị có thể yên tâm, bởi vì ở món này thì thịt vịt đã khử được mùi. Ngoài ra thì thịt vịt mềm nè, thơm, và Thanh Phương đặc biệt rất thích đó chính là nước canh. Nước canh có vị ngọt thanh nè, hương vị đậm đà, còn bí thì thơm và mềm. Cảm ơn cô Thảo rất nhiều vì đã mang đến chương trình một món ăn thật ngon và bổ dưỡng. Thanh Phương thích món ăn này, như vậy là món ăn đã đạt yêu cầu rồi đó. Và quý vị khán giả hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thể thực hiện được một món canh tuy là rất là đơn giản nhưng mà cũng không kém phần lạ miệng vì sự phối hợp những nguyên liệu đặc biệt, và là một món ăn có thể thực hiện dễ dàng trong gia đình nữa. Chúc quý vị thành công! Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày cũng đã hết rồi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi thư từ góp ý cho chương trình, quý vị vui lòng gửi về hộp thư 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam qua số 0838237557 hoặc truy cập vào website mongonmoingay.com hay tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Còn bây giờ thì đầu bếp Diệu Thảo cùng với Thanh Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.